xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh Hồi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ông lão đi câu của tác giả Trịnh Tuyên hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thoải mái đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé từ ngày nhập nhóm câu cá lão vẫn như khỏe già mọi sự trên đời chẳng còn ý nghĩa gì với lão hay nói cách khác là lão chả còn thời gian mà để ý đến nữa đi câu là đỉnh cao của nghệ thuật im lặng kiên nhẫn và khéo léo đời người ai cũng tìm cho mình một đam mê lão vận không có thú ăn thịt cá nhưng mỗi khi giật được một con lão sướng dơn như vớ cục vàng suốt ngày lão bận bịu với lưỡi với dây với cần với ống có hôm Nửa đêm rồi mà lão còn hì hụi trong bếp giang bột thính. Xong, nhón tí đưa lên mũi. Lão chật chật, món này đến thượng đế còn muốn ăn. Huống chi cá đói. Cất kỹ đám mồi câu lên gác. Để phòng con chó mực đánh hơi thấy mồi ngon sơi mất. Lão mới lò mò lên giường. Sánh đôi cùng bà vợ già đang rên rầm vì căn bệnh thấp khớp quái ác hành hạ. Tưởng là xong đám mồi cá rồi thì lão nằm yên. Nhưng chưa, tay lão lại vung lên như đang giật cần câu khiến mụ vợ phải gắt ông có nằm yên đi không tôi đang đau nhức khắp người không cựa nổi cái thân già đây này không bóp cho người ta thì thôi lại còn giật giật tôi không phải cá đâu nhé lão cười khà khà ngày mai rồi bà sẽ thấy tôi gặp một con cá cực kỳ tinh khôn tôi chưa từng gặp con cá nào như thế ba ký rưỡi bốn ký là ít nhất định nó sẽ dính câu của tôi tay lão lại vung lên lúc sang phải lúc sang trái, lúc thẳng đứng, theo óc tưởng tượng của lão. Lão hình dung con cá chuối tổ to như bắp đùi đang lừ lừ bơi đến, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt, ngửi ngửi vào cái mồi câu mà lão dày công chế biến cả tuần nay. Thơm quá đi chứ, ăn đi con. Ngậm rồi, bập, chết cha mày. Lão vung tay sang phải, bộp, bàn tay lão bập chúng vầng trán nhăn nheo, gồ ghề đầy dấu vết thời gian bão bùng sương gió của mụ vợ già, vợ lão rú lên như sói rừng. Ôi trời ơi, ông đập vỡ mặt tôi rồi. Bấy lâu nay cũng cần cũng dò đi câu mà đêm về, lão có thế đâu? Mới chỉ nửa mới hơn nửa tháng nay thôi, tự nhiên lão trở chứng. Cứ theo như lời lão nói thì lão đã gặp một con cá khôn thành tinh, lão đang đấu trí với nó, nhưng cứ mỗi lần đối mặt, lão đều thất bại. Lão đã nhìn thấy cả hai con mắt có viền trắng xung quanh điểm tĩnh và khôn ngoan khi nó nổi lên mặt nước nhìn lão đúng là giống cá chuối tổ lão khẳng định giống này khôn và sống dài nhất trong các loài cá lão đã từng nghe cá chuối tổ sống ở ao hồ gặp khi nước cạn nó có cách riêng nằm yên trong bùn đợi mưa có người vét ao đã tóm được những con cá chuối tổ nằm ngủ ngon lành qua vụ hạn trời khô hạn nắng như nung nhưng xung quanh chỗ nó nằm vẫn lóng lánh nước mặc dù bùn trong ao đã khô cứng. Khi biết ao sắp cạn, nó hút một lượng nước dự trữ giữ trong miệng, dùng đầu thúc và sức mạnh của eo thân, vừa thúc, vừa quẫy, ép cho chỗ bùn nằm rộng ra như thể một cái hang nhỏ, đợi cho bùn khô dần. Đến lúc ấy, nó mới phì cho nước chảy ra, tạo nên một mảng nước xung quanh, vừa cách nhiệt, vừa mát mẻ lại an toàn, vì nước không thể bay hơi trong lớp bùn đặc quánh, đủ thời gian chờ cơn mưa đầu mùa chút xuống. Có hôm lão ngồi từ sáng đến trưa, rồi trưa sang chiều, trời nắng trang trang, trên người buộc cành buộc lá, giả là cái cây, đám kiến lửa ngửi thấy mùi tanh kéo đến chỗ lão ngồi, châm vào chân lão nhòi nhói, lão vẫn cố chịu đựng vì đối thủ của lão đã xuất hiện, con cá chuối tổ đen bóng, toàn thân điểm xuyến hoa ngâu, ngách mõm hít hít, ngửi ngửi vào cục mồi câu nắn hình trị nhái, lão nín thở chờ nó bập vào, nhưng không nó xì hơi cho mặt nước sủi tăm lúc búc chiêu tức lão rồi quay ngoắt, đuôi xòe ra như cái quạt nan đưa đi đưa lại, vẻ khinh ra mặt. Con cá thoát biến vào lòng hồ xanh thẳm, để lại trên mặt hồ một vũng xoáy lênh loang. Lão như chết đứng, tim đập thình thịch, chưng hứng, nhìn theo hút con cá, chẹp chẹp cái miệng rộng ngoác. Thật tiếc của rời. Đã năm bảy lần như thế, con cá vẫn không đớp mồi của lão. Không bỏ cuộc, biết con cá khôn ngoan, Lần này lão dùng biện pháp câu chùm, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Theo phương pháp này, mồi câu móc ở giữa, xung quanh treo nhũng nhẳng từng chùm lưỡi câu cực sắc, có ngạnh. Chỉ cần con cá chui vào người vào mồi câu thôi. Khi phóng ra, những lưỡi câu kia sẽ đóng vào bất kể chỗ nào thân cá chạm tới. Thế thì chết đứt còn gì. Hôm sau, lão ngồi không xa chỗ cũ là mấy. Thường mỗi loài cá quen kiếm ăn theo vùng những con cá đã trưởng thành, khi đã lập gia đình mỗi con chiếm giữ một lãnh thổ riêng, con cá chuối tổ cũng thế, nó cũng chỉ quanh quẩn trong vũng nước trong sâu thẳm gần hang thủy thần. Lão đặt cho cái hang đá ngày xưa, khi chưa ngập nước, ngày lão còn đang là một gã trai tơ, nhập với đoàn dân công của ba huyện đi đắp đập ngăn mấy con suối, để tạo thành hồ nước sâu thẳm này. Lão thả chùm lưới câu có móc con mồi thơm nước ở giữa và ung dung ngồi đợi. 30 phút, rồi một tiếng con cá chuối tổ vẫn chưa xuất hiện lão đã định di chuyển đến một vị trí khác thì nó đến từ xa đã nghe rõ tiếng nó đấp nước bập bập vẻ ngạo mạn và tự tin nó lượn một vòng khiến cho mặt nước phía trên nó gợn thành lớp sóng nhỏ lão nín thở vào đi con vào đi mồi thơm lắm con cá chắc đã lặn sâu vì không có gợn sóng nào sao im lặng thế không lẽ nó chê lão đã nặn cục bột giống y nguyên con nhái tơ, đặc sản mà nó khoái khẩu. Chỉ cần nó chui vào giữa cái đám dây buộc lưỡi câu bùng nhùng kia thôi, sẽ biết, hình như đám dây câu đụng đậy, biết chắc là con cá đã chui vào, nóng ruột, lão nhặt một hòn lớn, ném đánh tùm. Ý định là làm cho con cá giật mình phóng ra là dính lưỡi câu, chùm lưỡi câu im lặng, lão từ từ nâng lên. Lão không tin vào mắt mình, con mồi biến mất, chỉ còn trơ lại chiếc lưỡi câu bằng thép đung đưa. Còn cá tinh khôn, đã lặn sâu, ngồi lên theo phương thẳng đứng, tránh không đụng đến các sợi dây có treo lưỡi câu, thận trọng kéo con mồi xuông, chứ không phóng ngang. Lại một lần nữa, lão thất bại. Sau mấy tuần đối mặt với con cá chuối tổ và liên tiếp thua cuộc, lão đổ bệnh. Lão sốt, nằm riêng suốt hai ngày ba đêm. Mặc dù bị khớp nặng, bước đi đau nhói, mụ vợ già vẫn luôn bên cạnh lão. Lắm lúc sốt cao, lão lên cơn mê sảng, vậy mà tay lão vẫn cứ giật giật. Hàng xóm đến thăm, ngỡ lão trở buồn, nhưng chỉ có vợ lão là hiểu lão, lão đang mơ giật cần câu đấy. Khi lão hồi phục thì trời sắp chuyển sang thu, vẫn còn những đám mây màu trì và những trận mưa rào nặng hạt. Sau cơn mưa, mặt hồ trong leo lẻo, nhớ nghề câu, lão lại theo bạn lên hồ lão trở lại vị trí mặt hồ bên hang thủy thần. Lão tròn mắt khi nhận ra con cá chuối tổ đã sinh hạ một đàn con. Trên mặt nước ven bờ, lắp nhắp hàng ngàn con cá chuối tổ con màu đỏ, nhỏ như đầu tăm, bám bơi theo mẹ, nhoi lên nhoi xuống như sao xa. Thi thoảng lại nghe tiếng bập bập của cá mẹ, đang đe dọa các con cá khác nếu có ý định đến ăn thịt những đứa con yêu của nó. Lão lầm bẩm chuyến này thì mày chết với ông rồi cá chuối đắm đuối vì con. Sáng hôm sau, bạn câu của lão rất ngạc nhiên vì lão không ống câu và cần ngắn như mọi hôm mà lão vác theo cần câu dê. Khi cần câu bằng trúc dài đến 5 mét, trên đầu cần có lắp dòng dọc để luồn sợi cước. Lão kẹp cần câu vào đùi, tay phải cầm cần, tay trái, ống câu, móc vào lưng con nhái đang còn sống. Lão thản nhiên đến lạnh lùng, dê qua, dê lại bên đám cá con đang đang bơi bên mẹ nó như thách thức chiêu người cá mẹ, đầu tiên thì con cá chuối tổ chỉ đớp dọa, cảnh cáo nhưng không kết quả. Nó đã bắt đầu nổi nóng, nó lao vào, dùng đầu hất tung con nhái mồi lên cao, há miệng đớp nhẹ vào hai chân con nhái, kéo xuống sâu nhưng lại thả ra. Nó không có ý định ăn thịt con nhái. Người ta bảo cá chuối tổ khi đang nuôi con rất ít ăn. Nó muốn nhịn đói cho bản năng khao khát con mồi tăng lên tạo thêm dũng khí và sức mạnh để khi đàn con nó bị tấn công, nó sẵn sàng lao vào cắn nuốt bất kể con vật nào. Đúng là con cá chuối tổ đận này có vẻ gầy đi. Người nó dài ra, bụng thoát lại. Nó thực hiện những động tác uốn lượn, vòng vèo, lúc xa, lúc gần, rất điêu luyện. Cả một vùng nước rộng bằng cái nong phơi lúa, liên tục có những vòng sóng gợn lên, báo hiệu mức độ nguy hiểm cho các loài thủy tộc xung quanh lão Vận ngồi trên bờ, quan sát hoạt động của nó không rời mắt. Lão muốn tìm điểm yếu nhất trong bản năng làm mẹ của con cá. Lão thừa nhận từ ngày có đàn con, nó trở nên rất dữ tợn. Sự dữ tợn hung hăng có khi lại là một điểm yếu nhất của nó. Đến người mà còn nóng giận mất khô nữa là... Được, biết thế đã. Lão vận ra về, trong đầu đã xuất hiện một âm mưu. Đêm hôm đó, lão lấy bột mì có tầm bột củ nhóc, củ nhóc là loài cây lá nhọn thân mềm đặc biệt là gây ngứa lá của nó đã ngứa củ còn ngứa gấp bội ai đã chót ăn nhầm phải loại củ này chỉ có cách lột ra họng mới khỏi ngứa lão bôi đen con cá cố tạo cho miệng con cá ngoác ra như đang đớp mồi một con cá chuối tổ con có đầu có mắt như thật người ta bảo uốn câu cho vừa miệng cá đúng là vậy lần này lão luôn vào con cá chuối một chiếc lưỡi câu đặc biệt đầu lưỡi và ngạnh móc lút vào con cá, chỉ hở ra một tí ở phần đuôi con cá. Lão biết, con cá chuối tổ rất cảnh giác. Nó sẽ đớp vào đuôi con cá, vừa để xua đuổi, vừa để tránh lưỡi câu. Ngày hôm sau, lão đợi mặt trời lên tầm cây xào mới vác cần câu đi. Giờ này, các loài thủy tộc săn mồi nhộn nhịp nhất. Lão nhón chân nhẹ nhàng, căng mắt quan sát. Kia rồi, mặt nước sùi tăm lắp nhấp ánh lên màu đỏ của lũ cá chuối con lão biết thừa ra con cá chuối mẹ đang ẩn mình ở đâu đó nhưng khoảng cách rất gần đủ để kịp phóng ra bảo vệ đàn con nếu không may bị tấn công lão nhẹ nhàng thả con cá mồi xuống và dê con cá phóng thẳng vào đám cá con con cá mẹ lập tức từ vị trí ẩn nấp lao ra bập bập nó chỉ đớp nhẹ vào con cá như cảnh báo rằng mày khôn hồn thì xéo ngay khỏi đàn con của tao nếu không muốn thân xác bẹp dí như cái bá trầu, lão điều khiển cho con cá lặn xuống rồi lại ngoi lên. Con cá chuối tổ đã nhận ra kẻ thù của lũ con nó. Đó là con cá chuối tổ con, cùng dòng họ với nó và vì thế mà nó biết, rất hung bạo và háu ăn. Nó đã bắt đầu tức giận và lao vào tấn công con cá mồi. Lão vẫn đắc ý. Mày mắc mưu ông mày rồi. Lão tiếp tục cho con cá mồi lặn xuống, ngoi lên như đang đớp những con cá con. Cái miệng rộng ngoác của con cá mồi đã khiến con cá mẹ biết rằng không thể nương tay. Con cá mẹ lao vào đớp liên tục nhưng không trúng vì con cá mồi dưới bàn tay diệu nghệ của lão vận chuyển động rất linh hoạt. Con cá mẹ đã bắt đầu nổi điên, một phần vì miệng nó bỗng ngứa ngáy khó chịu do bột củ nhóc đã phát tác, một phần vì đám con nó đã bắt đầu rối loạn, tan tác. Thiên chức là mẹ đã thôi thúc nó không còn nghĩ đến bản thân. Sự khôn ngoan cũng thế bởi có kẻ đang ăn thịt con nó, nhưng nó vẫn kiềm chế vì nó biết mỗi khi đớp vào con mồi sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng hình như con cá kia có vẻ không biết điều, cố tình coi thường nó. Sự kiên nhẫn đã quá giới hạn, con cá mẹ miệng há to hết cỡ, đớp ngập vào đuôi con cá mồi. Chỉ đợi có thế, lão vận nghiêng cần câu, giật vát, hướng cho lưới câu ngoắc xuống phía dưới. Đóng rồi, con cá mẹ đã dính lưới câu nó giật lên đùng đùng, tăng tốc lao ra mặt hồ. Nó khỏe lắm, cuộn cước xoay tít trong tay lão vận. Cho mày chạy, lão ghim dần ống câu. Từ ngoài xa, con cá chuối nổi lên quẫy cựa lùng bùng rồi lại lặn xuống cố thoát khỏi lưới câu. Lão vận tay như múa trước bụng. Sợi cước căng đét di chuyển liên tục do con cá luôn thay đổi hướng bơi. Lão vận di chuyển mau lẹ, tránh cho dây câu quấn vào cành cây hay khúc củi chìm, vì vướng vào, coi như mất toi con cá, vì có điểm cố định nó sẽ giật đứt phăng sợi cước, rằng co chừng 15 phút, cuối cùng con cá chuối mẹ đã thấm mệt, lừ đừ bơi theo sợi dây câu vào bờ. Nó vừa nhìn thấy bóng lão, vội lặn sâu xuống rồi lao vút ra mặt hồ trong một sự cố gắng cuối cùng, nhưng nó tuyệt vọng. Lão vật đã nhìn rõ cái đầu to tướng với cái miệng rộng màu nâu đen của con cá chuối tổ. Nó ngúng nguẩy thân mình, cái đuôi xòe ra, ve vẫy thụ động, chấp nhận kẻ thua cuộc. Khéo nó lại vụt ra, lão vẫn cảnh giác, vội lấy cây vợt chuyên dụng vợt nó lên. Con cá chuối mẹ nằm trườn ườn yên thở. Nó trở nên hiền lành hơn nhiều so với mấy phút trước đây khi còn dưới nước. Lão vẫn hề hà. Chuyến này thì mụ vợ lão phải biết tài năng của lão. Lão ngồi lặng lẽ ngắm chiến lợi phẩm của mình. Mười mấy ngày trôi qua, công sức của lão đã được đền đáp. Lão cứ ngồi như thế, chờ bạn câu gọi về giờ thì còn câu kéo gì nữa con cá này mang chợ mụ vợ kiếm vài chục ký thóc là cái chắc dưới ánh nắng chiều sắp tàn đột nhiên lão nhìn sâu vào hai con mắt màu vàng nâu của nó mắt con cá mẹ lóng lánh như đang khóc chớp chớp có vẻ như van xin lão như muốn nói với lão rằng ông lão đi câu ơi cái thân tôi tôi có xá gì tôi chỉ thương đàn con thơ dại yếu ớt kia thôi chúng làm sao có thể sống sót khi thiếu sự chăm sóc bảo vệ của mẹ nó chỉ tối nay thôi, chúng đâu còn đôi vòm mang ấm áp và an toàn của mẹ mà chui vào. Chúng sẽ tàn tác bơ vơ, bị các loài khác ăn thịt dần cho đến con cuối cùng trước khi chưa kịp lớn. Ngay lúc ấy, sự việc đau lòng diễn ra trước mắt lão vận. Đàn cá con mất mẹ đang bị lũ cá khác tấn công. Chúng chạy cuống cuồng, cố tránh những cái miệng của những con cá chuối tổ choai choai. Thật đúng là cá lớn nuốt cá bé lão vội nhặt đá ném xuống tùm tùm đuổi lũ cá kia để cứu cá con. Nước bắn lên tung tóe nhưng vẫn không ngăn được đàn cá hấu đói đang lao vào. Lão vận như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lũ cá con khi bị những hàm đầy răng nhọn cắn phập. Không do dự, tức khắc, lão vận lấy hai tay nhẹ nhàng nâng con cá mẹ, con cá nặng thật, đến bốn ký rưỡi, năm ký chứ không kém. Lão thoáng ước lượng trong đầu, đặt xuống nước rồi dục mau lên, xuống mà cứu những đứa con thân yêu của mày con cá chuối mẹ nằm yên dưới nước vài giây như cảm nhận được tình cảm của lão vận qua đôi bàn tay ấm nóng nó muốn cất lời nói nhưng không thể nó nằm yên như không muốn xa rời cái con người vừa mới đây thôi đã tốn bao nhiêu sức lực để chinh phúc nó mà bây giờ lại trở thành ân nhân không những với nó mà với cả hàng ngàn đứa con thân yêu của nó ở này nó con nó phải trả bao nhiêu đời mới hết nó chớp chớp hai mắt màu nâu vàng như cảm kích lắm. Nhưng rồi hình như tiếng kêu cứu của lũ con đã thấu đến tai nó qua sóng âm thanh đặc biệt của loài cá. Ngày tức khắc, thiên chức là mẹ đã khiến nó quên tất cả. Chỉ còn biết lao tới nơi đang diễn ra cuộc săn mồi mà phần thảm khốc nghiêng hẳn về đàn con nó. Nó quẫy mạnh, cái đuôi to như quạt nan, tạo thành một lực đẩy ghê gớm, nó đã xuất hiện rất kịp thời trước khi những đứa con của nó nằm trong bụng trong lũ cá háu đói kia phút chốc nó đã lấy lại trật tự hòa bình đã trở lại với những đứa con yêu của nó theo quy luật của muôn đời chân lý thuộc về kẻ mạnh thấy con cá mẹ xuất hiện bọn cá choai choai kia lập tức biến mất đàn cá con nhanh chóng tập hợp quanh mẹ phía dưới mẹ nó đang thả ra vô số bong bóng nước như nói với chúng rằng hãy tự tin các con mẹ đã trở về hãy hít nhanh những cái bong bóng kia chính là hơi thở của mẹ đấy hơi thở của mẹ theo cách nghĩ của các con còn trên bờ kia xã hội loài người họ gọi là tăm cá đấy các con ạ à. đột nhiên lão vận rơm rớm nước mắt lần đầu tiên trong đời lão thấu cảm được tình mẹ của con cá chuối tổ những ngày sau đó người dân trong làng không còn thấy lão vận vắc cần đi câu cá nữa theo chương trình đọc truyện đêm khuya anh khôi xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn ngõ quê của tác giả lê minh hải khi ngõ rất rộng là ngõ cụ ở cuối xóm có tám nóc nhà ngõ rộng nên trẻ con thao hồ chơi đùa vào những buổi chiều tiếng trẻ con rộn rã cả khu xóm nhỏ có lúc trẻ tập trung đông như một đội bóng chúng nghịch ngợm la hét ầm ĩ thế nhưng một hôm nào đó vắng chúng là buồn tẻ hẳn Ông tường nhớ những ngày đầu chuyển đến xóm này, một mình nhà ông ở một quả gò đơn độc. Ông tường là một trong những người đầu tiên đưa vợ con đến đây ở. Rồi lần lượt những nhà khác đua nhau đến ở chật quả gò cuối xóm. Có tám nhà quây quần với nhau nên sống rất đoàn kết. Đã có những xích mích, cãi vã nhưng rồi lại cười nói với nhau như cũ. Có lúc ông tường cảm thấy mấy gia đình đối đãi với nhau như anh em cùng một nhà vậy. Những ngày xưa đói kém con nồi cháo sắn nấu ốc cũng gọi nhau tới ăn, cười nói dâm gian như nhà có tiệc. Những tường cảnh yên vui, ấm áp như thế cứ kéo dài mãi, vậy mà không thể được. Bây giờ mọi thứ đã đổi thay và lòng người cũng không còn như trước. Lòng ông tường buồn nấu nhớ về những năm tháng cũ mà ứa nước mắt. Còn ngõ dẫn vào khu xóm nhỏ nhà ông tường càng ngày càng thêm đẹp. Ngõ được đổ bê tông bong phẳng và sạch sẽ. Nhà ai cũng xây tường rào, xây cổng kín đáo và vững chãi, Bóng cây dợp mát khi xưa không còn nhưng cũng không để nỗi nắng vỡ đầu như mấy nhà ở trung tâm xã vì vẫn có những cây to được để lại. Từ ngày khu công nghiệp bên thị xã xây dựng, lũ thanh niên trong xóm rủ nhau đi làm trong các nhà máy. Một số nhà thì làm cai xây dựng nền kinh tế nhà nào nhà nấy khấm khá hẳn. Thằng cổ lái cái xe ô tô chở cốp pha và đồ nghề chạy ra khỏi cổng. Từ thùng xe rơi ra đủ thứ giải lên ngõ, ông tường chạy theo gọi với thằng cổn trong buồng lái ngó ra vẻ cau có gì đấy bác tường anh để ý cẩn thận một tí nhé vôi vữa rơi hết ra ngõ rồi thoáng chút suy nghĩ nhưng rồi cái mặt thằng cổn lại cau có như cũ ôi dào vài cơn mưa là lại trôi đi hết bác không phải lo ơ hay ông tường đã bắt đầu thấy khó chịu thôi chiều về cháu dọn thằng cổn chống chế cho qua chuyện ông Tường thấy thằng Cồn có vẻ không còn gay gắt, với lại buổi sáng biết nó đang vội nên thôi. Là ông nhắc thế cho nó để ý hơn chứ ông biết hôm nào cánh thợ xây cũng tối mịt mới về nhà. Mấy lần ông Tường đã dọn cho con ngõ sạch sẽ, thằng Cồn cũng đã nhìn thấy. Nhưng lần này vôi vữa, mảnh vụn rơi ra nhiều quá khiến ông phải nói, không nói nó sẽ mãi như thế, cái ngõ này sẽ như một bãi rác. Đúng là đường là của chung nhưng tính ông Tường vốn sạch sẽ, cẩn thận hơn nữa ông lo cho lũ trẻ chiều nào bọn trẻ con chẳng tụ tập chơi đùa trên con ngõ này ngõ rộng thật nhưng bẩn thỉu thì không thể được cái ngõ này giờ chỉ có lũ trẻ con là còn chơi với nhau thôi ông cũng luôn chăn trở là làm sao để cho tình nghĩa xóm giềng gắn bó đoàn kết như ngày xưa tay sẻng, tay trổi rồi bao tải ông tường lại hì hụi quét dọn cho con ngõ mấy người trong xóm đã xì xào bảo ông dối việc nên mới ra vẻ ta đây Ngày xưa lá rụng đầy ra đấy cũng có sao đâu. Mặc người ta nói, ông Tường vẫn cứ làm cái việc mà ông cho là đúng. Ông nghĩ rồi dần dần họ sẽ hiểu ra, sẽ thấy đó là việc cần thiết. Ông nghĩ, đúng là miệng đời. Lúc thấy ông làm có người ngấm nguyết, nhưng khi quay lại thấy con ngõ sạch đẹp, chính người ấy lại khen lên khen xuống. Mấy đứa con ông Tường biết chuyện đã can bố. Chúng bảo, bố già rồi, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe. Con ngõ là của Trung, ai cũng phải có trách nhiệm bố ạ à. thì ông tường vẫn biết như thế nhưng ông cứ thấy khó chịu không yên tính ông tường là thế đã thấy cái gì không vừa ý là ông lại hì hụi làm cho tới khi ưng ý mới thôi có lần làm hăng hái và say mê quá mồ hôi túa ra chảy ướt cả khuôn mặt mệt đấy mà vui đấy ông thấy lòng mình khoan khoái nhẹ tênh con ngõ nơi xóm nhỏ nhà ông tường ngày càng ảm đạm ông tường tưởng như nó đã rộng thêm ra Tám nóc nhà ngày xưa ồn ào vui vẻ thế, giờ im ắng ai biết nhà nấy cứ như ở phố, cứ tưởng do công việc bận rộn, mệt mỏi mà người ta không có thời gian giao lưu chơi bời với nhau, nhưng không phải, bây giờ mỗi người một phách chẳng liên quan gì nên không cần nhau. Bây giờ người ta không quan tâm đùm bọc nhau như cái thời của ông, người ta hờ hững nhưng lại cũng hay ngầm ghen tị với những kế hơn của hàng xóm hễ thấy nhà khác có cái gì là họ nhảy đồng lên ở trong bụng và ngay lập tức cố gắng làm cho được như thế hoặc thậm chí phải hơn thế có lẽ vì vậy mà cái xóm nhỏ của ông tường nhà nào cũng hai ba tầng hoặc nhà vườn bể thế và đẹp nhà nào cũng kín cổng cao tường ông biết có nhà xây cả tỷ bạc nhưng số tiền chỉ có khoảng một phần ba thế nên ngày đêm cày cục lo trả nợ to nợ nhỏ ông tường nhớ lại những ngày xưa ấm áp tình nghĩa xóm giềng qua hàng rào cúc tần, dâm bụt, người ta ý ới gọi nhau khi có việc gì cần. Có những buổi trưa, mấy nhà lại gọi nhau túm tụm nơi đầu ngõ ăn khế chua, rái mít, cái món ăn vặt nhà quê chát chát, chua chua mà rôm giả lắm, tiếng cười giòn lắm. Đấy, cuộc sống giản đơn mà gần gũi quá chừng. Đang lần lâng trong ký ức êm đềm, ông Tường bỗng nghe thấy tiếng cãi vã rất to ngoài đầu xóm. Ông ngỡ ngàng, lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhận ra một điều, lâu lắm rồi ở cái xóm nhỏ này một tiếng cãi vã giữa những người hàng xóm cũng không. Cái dây liên kết tình làng nghĩa xóm giềng bấy lâu nay đâu còn nữa, nó nhạt nhẽo, vô cảm biết nhường nào. Ông Tường lắc đầu ngao ngán. Ôi, biết bao giờ về lại những ngày xưa, cái thời mà ông với ông Trúc, bà Thơm, ông Hào, ông Cả, với nhau. Bây giờ bọn trẻ sống khác quá, liệu có thể làm ấm cái xóm này lên như trước hay không. Ông Tường đang nằm lơ mơ chưa vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài cổng. Ông ngồi hẳn lên nghe ngóng, hình như tiếng thằng cu bin con trai thằng cồn thì phải. Ông vội vã chạy ra, đúng là thằng bin thật, nó đang bị chiếc xe đạp to cành càng đè lên người. Thằng bé có vẻ hốt hoảng tìm cách thoát ra. Ông Tường chạy đến để giúp thằng bé đứng dậy. Bin, sao cháu lại chơi có một một mình thế này? mà đi thế nào để ngã chảy cả đầu gối. Ông Tường nhìn thằng Bin rồi nhìn sang chỗ nó ngã. Thì ra cái bánh trước xe đạp chèn vào một mẩu gỗ khá dày. Trời ơi! Là mẩu gỗ vỡ ra từ một thanh cốt phao của bố thằng Bin làm rơi đây mà. Khổ! Thằng bé 6 tuổi như thằng Bin thì làm sao để ý được cái thanh gỗ ấy mà tránh. Nó lại đi cái xe đạp của người lớn như thế. Ông Tường đã lấy cồn rửa vết thương cho thằng bé. May mà chỉ chảy xước ngoài ra nên không sao lúc này ngồi nhìn cái mặt nhăn nhó của thằng bé mà ông muốn phì cười cái mặt nó giống bố như lột có những nét tinh nghịch như thằng cổn hồi còn nhỏ có còn đau không cháu đau lắm ông ạ à. thế chị bống đâu mà có một mình cháu chơi ngoài đường như thế chị ấy đến nhà bạn mượn sách rồi ông ạ à. chị ấy bảo đi một lúc thôi nên cháu không muốn đi theo ông tường nhìn thằng bé rồi lại tự trách mình hôm nay thấy người không được khỏe nên ông không ra ngoài như mọi ngày nếu ông đã quét dọn sạch sẽ thì đã không có chuyện thằng bé bị ngã. Tối mùa thu mát mẻ, ông tưởng đem ấm trà ra góc sân nhâm nhi hóng gió. Hương thị chín nơi góc vườn đưa lại làm tâm hồn ông dịu lại. Ông vẫn quen ngâm nga những bình yên còn sót lại nơi làng quê đang dục dịch tiến dần lên cảnh phố. Nhưng cái đó cũng không quan trọng. Cái mà ông lo sợ chính là cái đổi thay của lòng người, của tình nghĩa xóm giềng đã không còn mặn mà gần gũi. Con chào ông, ông tường đang lan man suy nghĩ thì giật mình bởi lời chào của thằng cổn à anh cổn đó hả vào đây vào đây uống nước chè nào chè tôi vừa pha xong còn nóng lắm thằng cổn nâng chén chè lên mũi người vẻ mặt nó giãn ra khoan khoái nhưng trên khuôn mặt ấy xem chừng còn lẫn cả sự dò xét ý chừng nó còn ngại với ông tường lắm uống một ngụm chè chẹp chẹp cái miệng nó nói trưa này nhờ ông mà thằng u bin cái con bống là chị mà còn mãi chơi lắm ông ạ. À. Vợ chồng con thì đi làm cả ngày, có mấy khi được ở nhà đâu. Cái đó thì có gì đâu mà anh phải suy nghĩ. Tôi thì chỉ mong con ngõ sạch sẽ cũng là lo cho bạn trẻ. Đấy, bây giờ thì anh thấy đấy. Vâng, từ giờ con sẽ chú ý. Được rồi, chỉ cần anh hiểu là được. Hai người cùng ngồi trò chuyện thật lâu bên ấm trẻ thơm ngát. Ông tưởng nhớ lại, đã lâu rồi những người láng giềng mới lại ngồi cùng nhau thế này bao câu chuyện cũ được ôn lại, những tiếng cười rộn lên hòa cùng tiếng của lũ trẻ làm lòng ông Tường hân hoan. Mấy đứa cháu nhà ông Tường và con của cổ nô đùa vui quá. Ông Tường nâng chén trẻ lên và ông uống vào cả những tiếng cười. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe chuyện ngắn cho ngày nắng lên của tác giả nguyễn an lu trở mình sột soạt trên tấm phản lạnh ngắt chiếu mền đã được gom nhét vô bao tời lúc chiều chứ không thể lấy ra cứ vài chục phút một lần cô ngồi dậy nhìn mực nước ngoài trời tối mù dờn rợn gió hú điên dại cây sầu đầu lắc lư nghiêng ngả những quả ổi non xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngầu đục rác rến mưa vẫn ầm ầm trên mái tôn, tưởng chừng có hàng ngàn cục đá đang trút xuống từ bầu trời. Gió giật mạnh mấy cánh cửa, rung đập như muốn bứt tung. Nước đã lên mấp mé sàn nhà. Đám gà vịt nằm dưới chân lu dì giả dỉa lông cho khô. Bốn giờ sáng, lu bật dậy, luyến quính gọi ba dọn nhà đón bão. Lu ở phía dưới, di chuyển từng bao tời đựng bếp ga, áo quần, đồ điện tử, mớ sách và giáo án dạy học cho ba chất lên gác. Kia gác gỗ quằn mình xuống vì nặng. Dáng lên gác ơi, đừng sụp nghe. Qua mùa nắng tụi ta sẽ sửa sang mi lại. Lu lẩm bẩm cầu xin. Điện thoại trong túi áo Lu rung liên hồi. Mấy đứa bạn ở miền Nam nhắn tin dồn dập. Lu đang dối rít cuốn quýt làm chi có thời gian trả lời. Chỉ kịp xem lướt qua tin nhắn của nó. Bảo vậy nhà có sao không hả Lu? Anh Sơn tất tạ kéo chiếc xe bỏ qua nhà Lu anh phụ ba khiêng từng bao lúa chất hết lên bàn đợt bão trước anh đã dậy từ hai giờ sáng cùng ba và lu gặt hết mấy tạ lúa ni bão tan vừa phơi được hai cái nắng lúa chưa kịp khô thì lũ cuồn cuộn tới và khi dòng nước lụt còn đang rút thì bây trừ lại chuẩn bị đón bão ba bờ phía đầu chiếc quay tàu anh sơn đỡ phía đuôi nhấc hai bánh đẩy nó lên xe bò anh sơn kéo qua nhà anh để tạm bác tư ba anh Sơn đang quét nước sàn sạt ở Hiên. Nhà bác ở khác xóm với nhà Lu, thuộc vùng đất cao nên khó ngập hơn. Xong xuôi anh Sơn quay lại nhà Lu chống than, cong bạt cột lên mái nhà, che mấy chỗ rột. Rồi anh dìu Lu và ba sang nhà anh ở nhờ. Nước dâng ngang ngược Lu. Sơn ơi là Sơn, con ơi là con. Bác Tư lại gào thảm thiết, tiếng gào đâm thẳng vô tim Lu, quặn thắt, nhức bốt mấy người thanh niên lôi bác về từ trưa mà đến trừ bác còn thất thần mưa vẫn xối xả cứ như ông trời tức giận chi mặt đất lâu ngày gom lại xả cơn một lần cây lạnh ngấm vào da mặt bác tư trắng bệch đôi môi run run bác nhìn chân chân di ảnh vợ trên bàn thờ hồi đó má anh sơn cũng đi theo dòng nước lũ lâu lâu như sực tỉnh về lại với thực tại bác đứng lên chạy ù ra cổng dãy này vùng mạnh khi bị ghi chặt kéo ngược vô nhà. Lúc sáng, anh Sơn cùng đám thanh niên bơi ghe qua mấy khu trũng giúp bà con. Tới đoạn nước ngập sâu, ghe lật, mớ dây nhợ rong bèo quấn chân anh Sơn, bộ đồ áo mưa đen quẫy đạp vô vọng trong dòng nước xiết. Mọi người không kịp với tay kéo anh lại, ai cũng dám bơi vào bờ cho nhanh. Những thùng mì hảo hảo trôi lạc ra giữa sông, bị nước đánh giã ra. Thuyền cứu hộ đến chẳng kịp, Lu đưa tay vuốt mạnh những giọt nước đang làm mắt nhòe đi. Mưa tự dưng mằn mặn, nóng nóng. Lu tự dặn lòng, nước mắt để dành cho ngày nắng lên. Việc cần kiếp bây trừ là giữ bác tư không lao ra giữa mưa bão trắng trời. Sáng ra, trời ngưng gầm gừ. Nhìn đống đổ nát còn lại, có ai đó thở dài len lén. Thôi thì của đi thay người. Bác tư vẫn lặng băng mất hồn. Có câu an ủi nàng nặng nặng lỡ người đi rồi thì cứ nghĩ tới người ở lại anh sơn nằm đó người lạnh ngắt tím tái lu thay bác tư nhận vài phong bì hỗ trợ ma chay cô hai gọi bảo không ghé nhà tiễn anh sơn được nhờ lu thắp nhang dùm chiều hôm qua trong lúc bão đang quật thì một cơn lốc xoáy cũng tranh thủ quét ngang nhà cô mái nhà tốc ra bay tuốt luốt cái chuồng bò thì nát vụn vì bị cây bạch đàn đè ngang có vài phóng viên tới đưa tin mấy đoàn từ thiện cũng tới, họ xe xe động viên, họ khe khẽ bắt tay, dường như ai cũng sợ chạm vào nỗi đau của những người trong cuộc mà cần chi chạm, nó hiện hiện mồn một, bác tư ôm chặt di ảnh anh sơn, tóc anh sơn đen, mái đầu bác tư bạc trắng, nơi khóe mắt hoắm sâu nhăn húm của bác chỉ động được một giọt nước nhỏ bằng hạt lúa, làm chi còn nước mắt nữa mà khóc, lũ, lũ nức nở trong vòng tay ba tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng nghe ba kể hồi lu còn cuốn mềm chính anh sơn là người nảy ra sáng kiến đặt cô trong cái lu vỡ vành miệng đậy lại cho khỏi ướt giữa dòng nước lũ cái tên lu cũng xuất phát từ đó ngày đưa anh sơn đi mọi người tới đông lắm ở cái xứ ni gần như ai cũng một lần từng chịu ơn anh hồi anh còn cười nói giòn tan có khi nửa đêm anh vác đèn pin đi lợp mái kiếm heo gà cho hàng xóm bác tư hay la ó, cái thằng trời hành, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, dứa chắc trừ trời hết hành, trời thấy anh tốt tính nên cho lên thiên đàng. Lu ngẩng mặt lên đón những tia nắng đang cố len lỏi ra khỏi những đá mây chiếu chịt, bà đang lúi cúi dọn dẹp mớ đồ lỉnh kỉnh, cái dáng hao gầy vẫn lầm lũi chịu đựng thương khó, từng món đồ được chắt chiêu dội rửa cho sạch để còn dùng lại. Dân xứ ni mang tiếng là keo kiệt, bởi có những thứ đâu phải muốn bỏ là bỏ. Nó là kỷ niệm, là ký ức, là cả một trời thương tưởng cần bám víu vào đó mà sống tiếp. Một ngày nắng hanh sau mưa lũ bão rông, nước rút, đất bắt đầu khô ráo. Lu qua nhà, phụ bác tư gom mớ lá cây lại thành đống rồi đốt, sẽ thành cho bay về xa ngái. Mùi khói tự bao đời luôn làm lòng dân xứ cằn cỗi ni thư thái. Có những thứ là phải dành cho ngày nắng lên. Bác Tư nhẹ nhàng nói giữa làn khói hun nhèm mắt cay. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn thương nhau lần đủ của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Sư thầy kể rằng đã nhận được Linh và Hùng vào hai buổi sáng khác nhau nhưng lạ thay trời đều mưa tầm tã. Khi gà dân vừa gáy sáng, chó cắn ầm ý cả đoạn đường dài. Sư thầy nghe tiếng trẻ con khóc liền trở mình thức giấc đi ra cổng chùa thì nhìn thấy chiếc làn nhựa đã ướt sũng vì mưa. Linh và Hùng bị người thân mang bỏ trước cổng chùa, cả cơ thể tím tái vì mưa lạnh. Bên trong hai chiếc làn nhựa là ít tá lót và tờ giấy ghi nguệch ngoạc họ tên. Cứ thế hai người lớn lên trong chùa bồ đề, cùng được sư thầy dạy chữ, học cách làm người. Đã có lúc Hùng nói với Linh, lớn lên Hùng sẽ đi tìm cha mẹ. Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bầy chim di chú vừa bay ngang qua bầu trời. Tự nhiên Linh nghĩ rằng lớn lên mình sẽ làm những cánh chim di chú bay về khắp muôn nơi. Bởi vì những đứa trẻ mồ côi không có gia đình thì lấy đâu ra trốn rừng chân. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà nước mắt Linh đã lặng lẽ lăn trên gò má. Trên bầu trời, đàn chim vẫn bay thành hình chữ V nhịp nhàng và nỗ lực. Hùng bảo cứ vào mùa đông nhìn lên bầu trời cao, chúng ta có thể nhìn thấy những đàn chim bay về phương nam tránh rét. Linh hỏi tại sao chúng lại bay thành hình chữ V mà không phải bất cứ một hình thù nào khác. Hùng nằm xuống thảm cỏ, ngước lên bầu trời thẳm xanh, nhìn theo đàn chim bay giờ chỉ còn là chấm nhỏ trên nền trời và bảo đơn giản vì khi bay thành hình chữ V thì chúng dễ hỗ trợ nhau bởi lực vỗ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một lực đẩy cho con chim bay trước nó mỗi khi con chim đầu đàn cảm thấy đuối sức nó sẽ bay lùi về phía hai bên và một con chim khác sẽ tự động bay lên thay thế vị trí dẫn đầu trong suốt chuyến bay đàn chim kêu to để động viên con chim đầu đàn luôn giữ tốc độ bay của nó và khi một con chim vì quá mệt hay bị thương mà rơi xuống thì vài con chim khác sẽ cùng rơi khỏi đàn và bay xuống đất để bảo vệ bạn mình khi nào con chim kia khỏe lại thì chúng sẽ cùng tiếp tục lên đường chúng không khi nào bỏ rơi nhau loài chim mà sống thật tình nghĩa. Thế có khi nào chim bố mẹ bỏ con không? Như con người đấy à? Chắc là không đâu. Lũ chim con chỉ bị mổ côi khi chim bố mẹ đi kiếm ăn gặp thợ săn, hay qua một đêm báo rông cây cối đổ khắp trời. Bố mẹ chúng mình, liệu có còn sống không? Lớn lên hùng sẽ đi tìm bố mẹ, tìm cả cho Linh nữa. Rồi hai đứa thở dài, nghe từng tiếng lá rơi trong sân chùa mà lòng buồn rượi dù không nói ra nhưng đứa nào cũng biết đứa kia đang nhớ nhung một hình ảnh xa vời một ký ức không có thật và những hy vọng quá đỗi mong manh hàng ngày nhà chùa vẫn có khách đến viếng thăm họ là những nhà hảo tâm đến cho mì tôm tiền bạc hay quần áo ấm đôi khi những vị khách chỉ tạt qua thưởng ngoạn cảnh chùa để lòng tĩnh tâm thanh thản rồi lại lặng lẽ ra đi bao giờ khi thấy khách ghé thăm sư thầy và những đứa trẻ nơi đây đều nhen lên một niềm hy vọng rằng biết đâu trong số họ sẽ có người đến đây để tìm lại giọt máu của mình sau những phút giây tuổi trẻ đầy nông nổi. Nhưng rồi vẫn chẳng có đứa trẻ nào được bố mẹ đón đi. Khách đến đây thăm nhìn chúng thở dài, thương xót rồi lại khuất bóng trên những con đường. Đôi lúc Linh hỏi Hùng, chúng ta có phải là là trẻ mồ côi không cậu? Hùng không trả lời, hai đứa lại nằm ngửa cổ, gối đầu lên tay giữa thảm cỏ vườn chùa. Thi thoảng Hùng cũng hát, những bài hát rất buồn mà chẳng biết Hùng học lỏm được ở đâu, cho đến một hôm Hùng bảo cần phải học một nghề gì đó rất lưng thì lớn lên mới mong chu du thiên hạ tìm người thân được. Linh hỏi: "Biết học nghề gì bây giờ?" Hùng đùng đỉnh bảo: "Con trai thì học mộc, con gái học may, có hai nghề này trong tay chắc không lo đói." Thế là hai đứa xin sư thầy cho đi học, vừa học việc vừa làm nên không mất tiền lại được nhà chủ thương tình nuôi cơm ăn hai bữa. Linh học may ở xa thường ở lại cả tuần. Cứ đến chủ nhật Hùng lại mượn đâu được cái xe đạp lên đón Linh về chùa rồi đến tối lại trở đi. Vào thời gian này, hai đứa không còn thời gian nhìn lên bầu trời chờ đàn chim di trú đi qua nữa. Cũng chẳng còn dối rãi gì để tính những chuyện xa xôi nhưng cả hai đều biết mình cần cố gắng. Đến năm hai người đều tròn 18 tuổi thì cũng là lúc học được nghề dắt lưng làm vốn. Một hôm hai đứa về lại tạ sư thầy xin được ra ngoài đời lập nghiệp. Của hồi môn của sư thầy cho hai đứa là ít tiền vốn dắt lưng và chiếc làn nhựa đựng vài chiếc tá lót ố vàng. Khi linh áp vào ngực vẫn còn thấy cái cảm giác lạnh thấu xương trong lời kể của sư thầy về một đêm mưa tầm tã. Linh muốn đi đến nơi đâu, tùy Hùng. Hùng thở dài, lần đầu tiên khi nói về hành trình tự do cậu lại lưỡng lự nhiều như thế, cũng giống như những con chim non khi được chăm sóc trong một chiếc lồng thì cứ khát khao bầu trời tự do bay nhảy ngoài kia đến khi được tung lên bầu trời thì những cái vỗ cánh ban đầu bao giờ cũng vừa sung sướng vừa hụt hẫng chúng luống cuống không biết rồi sẽ phải bay về đâu trong bầu trời bao la thăm thẳm như đọc được những suy nghĩ ấy của hùng linh vỗ về bằng niềm hy vọng mờ hồ rất đỗi mong manh đi đến một nơi nào đó có một người đủ tình yêu để giữ linh ở lại kể cả hùng cũng nên vậy lúc ấy mình sẽ dừng chân như những bầy chim di chú tìm thấy mảnh đất chú đông điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình là một vùng nông thôn ở miền núi phía bắc tại đây hùng xin vào làm cho một xưởng mộc chuyên đóng giường tủ linh thì vào làm cho xưởng may tư nhân với mức lương đủ để tạm hài lòng vào những ngày ít việc hai đứa chở nhau đi lang thang hai đứa đứng lơ ngơ ở cổng chợ phiên người qua lại mang trăm vẻ ưu tư trên mặt léo xéo chuyện hề hà cười chợ tan hai đứa lại đi hết ra bến đò ngóng bên lở bên bồi lại ra ga ngồi hàng giờ chờ tàu về đàn rơi nhập nhoạng đi kiếm ăn tiếng ếch nhái kêu gọi bạn ầm đồng hai người đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất những xưởng mộc xưởng may cũng không nhớ đã qua bao nhiêu cái chợ phiên bến đò và sân ga vắng khách vẫn chiếc xe đạp lùng liền làn nhựa đựng tá lót trẻ con và những buổi chiều buồn tênh vô vọng mải miết như loài chim di trú. Đã tám năm trôi qua, Hùng thành người đàn ông vạm vỡ, mắt sâu đêm, nỗi buồn ngút ngất. Còn Linh, khi mang mảnh gương bé xíu ra soi, bỗng giật mình khi nhận ra thời gian đã lướt qua khuôn mặt quá nhanh. Trong đêm khuya, tiếng trẻ con khóc thét lên, tiếng bà mẹ nào giật mình tỉnh giấc nựng nịu con nghe vừa cay đắng vừa ngọt ngào đến lạ. Linh tưởng như muốn chạm vào tiếng khóc trẻ thơ, cũng muốn được ôm đứa trẻ vào lòng muốn được hát du, muốn. Một buổi chiều, lúc ngồi sau xe hùng, Linh chợt ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nồng phả ra từ cái áo lót trắng đã bắt đầu thủng lỗ chỗ vì vác gỗ trong sườn mộc. Linh nhận ra mình đã dựa vào tấm lưng ấy suốt 8 năm rong ruổi hết mảnh đất này đến vùng miền khác. Đã ngủ gục trên vai Hùng trong buổi chiều tàn bên những sân ga không còn nhớ nổi tên. Đã ngồi sau xe Hùng những lúc buồn phiền để được trở đi khắp nơi để chỉ im lặng bên nhau như hai chiếc bóng nếu một ngày nào đó một chiếc bóng không còn tồn tại nữa thì liệu linh có còn đủ sức để rong ruổi nỗi buồn đây đó nữa hay không thi thoảng linh vẫn bắt gặp những đàn chim di trú bay thành hình chữ v trên bầu trời đầy nhịp nhàng và nỗ lực đã có lần hùng bảo đàn chim bay như thế để hỗ trợ cho nhau bởi lực vỗ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một lực đẩy cho con chim bay phía trước hai người cũng vậy suốt bao nhiêu năm vẫn mải miết đi bên nhau như thế để tìm một hạt mầm hy vọng đến bây giờ thì linh nhận ra rằng cái mảnh đất bình yên bấy lâu cô kiếm tìm chính là bờ vai của hùng bờ vai vẫn đượm mùi mồ hôi nồng nồng nhưng lại luôn là chỗ dựa vững trái nhất cho linh vậy tại sao lại cứ rong ruổi như loài chim di chú tại sao lại cứ phải kiếm tìm hy vọng dù biết là ảo ảnh bất chợt linh nhìn hùng thủ thì linh đã tìm thấy người đủ tình yêu giữ chân mình rồi Ai vậy? Không trả lời, Linh nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Hùng và thầm nhủ rằng mảnh đất trước mắt sẽ là mảnh đất cuối cùng trong hành trình di trú. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn người con nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ba má đã nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn nhưng anh không phải là ruột rà dù biết anh luôn nhường nhịn và không tranh giành với các em nhưng cái nào ra cái đó tài sản là của nhà này do cha mẹ và các con làm ra mới có vì thế nó phải thuộc về thành viên ruột trong nhà này tôi cho anh ở trong căn nhà này là may phước lắm rồi chia với chát gì nữa anh lớn rồi mà tự lập tự làm tự riêng đi chứ Đêm đã khuya, đường im vắng không còn dáng người nào, chỉ còn lại tiếng bước vội vã rơi xuống lòng đường vang vọng. Ánh trăng soi đường dẫn lối người trai trở về nhà, với bước chân mỏi mệt mồ hôi ướt đẫm áo. Đêm nào cũng vậy, gần không giờ sinh mới trở về nhà. Công việc bốc phát ở bến lúa khá cực nhọc đối với sinh, tuy còn trẻ nhưng sức khỏe anh đã suy yếu. Người ta làm xong trở về nhà từ rất sớm. Riêng anh cứ nghĩ mệt nên về muộn hơn bất cứ ai. Xin trở về nhà ăn vội chén cơm, tắm rửa rồi vào mùng ngủ. Cha mẹ mất khi anh mới 9 tuổi ông năm hàng xóm thấy tội nghiệp mang về nuôi cho tới ngày hôm nay. Mang tiếng con nuôi nhưng chẳng khác nào như con ruột. Vợ chồng ông năm thương yêu như ba đứa con của mình. Nhà ông năm có ba người con, một trai, hai gái, thêm sinh là bốn người hai người con gái đi lấy chồng và sống gần đó. Người con trai út cũng có vợ sống cùng ông Năm. Riêng sinh đã hơn 40 tuổi mà chưa vợ con gì. Họ yêu thương nhau, sống hòa thuận như anh em ruột. Chưa bao giờ họ phân biệt giữa con ruột và con ghẻ. Bà Năm còn sống đã dậy như thế. Đến khi bà Năm mất đi họ vẫn giữ mối hòa thuận anh em với nhau. Đó là điều ông Năm rất vui và hạnh phúc bên bốn người con của mình. Có thể nói ông là người có phước. Tuy hai người con gái đã có gia đình sống riêng nhưng họ vẫn hay cho tiền hoặc mua những thứ ngon nhất cho ông. Họ đều học thành tài và có nghề nghiệp ổn định với đồng lương kha khá. Cả ba người họ đều là bác sĩ làm việc trong một bệnh viện gần nhà. Riêng sinh một chữ bẻ đôi cũng không có. Đành phải đi bốc phát kiếm từng đồng rồi trở về rất khuya. Không vì điều đó mà ông Năm thương ba người con hơn, ngược lại ông thương sinh nhiều hơn ba người con ruột. Những lần con của ông cho tiền xài, ông đều giấu lại một ít để cho sinh nhưng chưa lần nào anh nhận. Vì anh thừa hiểu cha đã già không còn sức lao động, không làm gì ra tiền. Chính vì điều đó mà anh không nhận tiền từ cha nuôi. Đôi khi anh cho tiền cha mình, ông cứ chần chừ như không muốn lấy, nhưng cũng phải lấy để anh được vui. Một buổi sáng tiếng gà gáy vang sau nhà, ông nằm thức dậy uống trà như mọi ngày. Ông có thói quen khi thức dậy đi rửa mặt ngang qua chỗ ngủ của Sinh. Ông hay dừng lại để kiểm tra xem tối qua Sinh ngủ có tống mùng kỹ không. Và chiếc đèn pin luôn pha vào mùng xem thử có con mũi nào trong ấy không. Rồi mới đi rửa mặt và trở lên nhà trên hút thuốc uống trà. Thói quen này hình như không dành cho ba người con ruột của ông xin thức dậy với cơ thể uể oải sau một đêm mệt nhọc ở bến lúa anh bước xuống giường ra sau rửa mặt rồi đi lên nhà trên thấy cha anh ngồi đó với gương mặt trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó bên làn khói trắng tay ông ôm một chiếc hộp đôi mắt cứ nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh vợ ông anh chưa từng thấy chiếc hộp này bao giờ anh bước lại gần cha rồi nói tía đang nghĩ gì mà điếu thuốc sắp tàn luôn rồi Sao mày không ngủ thêm lát nữa đi hai, còn sớm mà. Con dậy giờ này quen rồi, cứ tới giờ này là tự nhiên thức dậy. Tí dặn đừng đi bốc vác nữa, sao mày không nghe vậy hai? Ủa sao Tí biết con đi bốc vác? Mày đừng nói dối Tí nữa, mày cứ nói đi làm việc nhẹ một lát rồi về. Chứ thật ra là mày đang bốc vác ở bến lúa. Hồi sáng tía đi rửa mặt thấy cái áo của mày treo trên móc, trên cái vai áo có dính màu của bao lúa. Nhưng tía yên tâm, còn vác một bao rồi nghỉ mệt, xong tới bao khác lại nghỉ mệt, chứ không vác liên tục đâu. Mày có biết sức khỏe đang yếu, hạn chế làm việc nặng không hay, mày không có tiền thì tí cho. Dạ con biết, nhưng ở nhà không có gì làm cũng buồn tía đang ôm cái hộp gì vậy đây là cái hộp có đựng tờ di chúc của má bay trước khi bả mất sau này có chia tài sản thì cứ theo nguyện vọng của bả mà chia tía định kêu vợ chồng con thu vợ chồng con kiều chiều về đây chơi sẵn đó tía tuyên bố tài sản trong di chúc luôn cũng gần tới ngày dỗ của má bay rồi dạ ngày mai là dỗ má rồi đó tía đúng vậy vì thế tí muốn các con nhận tài sản rồi vui vẻ trong ngày dỗ của má bay. Vợ chồng thằng út Tâm nó dậy chưa? Nếu nó dậy rồi thì kêu nó ra đây tía biểu. Hoặc kêu nó báo cho con Thu với con Kiều biết chiều nay về chơi. Dạ, chắc vợ chồng nó dậy rồi đó tía Cũng sắp tới giờ nó đi làm rồi. Để con vào nói rồi đi mua đồ ăn sáng cho tía. Ừ đi đi con. Anh vào nói với Úc Tâm. Một lát chiếc xe của Úc Tâm rồ máy rồi đi khuất. Họ là dân làm việc nên đi làm rồi ghé ăn sáng. Chỉ có Sinh và ông là hay ăn sáng tại nhà. Sinh cũng là người gần ông và nói chuyện nhiều nhất so với ba người con ruột của mình. Đến chiều tất cả các con của ông đều có mặt. Ông lặng lẽ đốt ngén hương cho người vợ quá cố. Rồi mở hộp tủ lấy chiếc hộp mà hồi sáng ông đã ôm. Ông nhìn từng đứa con của mình rồi nói: "Hôm nay có mặt đông đủ các con, tí muốn đọc tờ di chúc của má bay để lại, đó là nguyện vọng của bà trước khi nhắm mắt." Họ im lặng chú tâm nghe kỹ ông đọc những gì trong tờ di chúc. Thằng hai nó vốn dĩ là con nuôi của nhà mình, nhưng chưa bao giờ ba má xem nó là con nuôi. Má chia cho nó 30% tài sản con thu và con kiều là phận đàn bà rồi cũng đi lấy chồng làm dâu nhà người ta không có gánh vác gì về cái gia đình này nên má chia cho mỗi đứa hai mươi phần trăm còn thằng tâm là con út sau này thờ phượng gánh vác hết tất cả nên má chia cho ba mươi phần trăm kèm với cái nhà này họ nhìn nhau mà không nói được lời gì cuối cùng ông năm phải lên tiếng các con có ý kiến gì không đó là nguyện vọng của má Bay. Tâm nói trong sự ngỡ ngàng. Nguyện vọng gì kỳ vậy? Sao con chỉ có 30% bằng anh hai, con gánh vác cái nhà này, anh hai có gánh vác gì đâu mà bằng với con. Ông nhìn sang người con gái thứ ba rồi nói, "Còn con Thu mày có ý kiến gì không? Nói tí nghe." Thu nói ngay không cần suy nghĩ, con không đồng ý với cách chia này của má. Tại sao? Con là con ruột mà chia có 20% thua cả con ghẻ. Ông nhìn sang người con thứ tư. Còn con Kiều, ý mày sao? Nói tía biết. Con cũng như ý chị ba vậy, không đồng ý với cách chia này của má. Ông nhìn sang xin rồi nói. Rồi thằng hai, ý mày thế nào? Dạ con chỉ lấy 10% còn 20% còn lại con cho các em. Thu nghe vậy lên tiếng. Tôi nói thật anh 1% cũng không có chứ đừng nói 10%. Kiều cũng xen vào. Anh phải biết điều. Anh không phải máu mũ gì với cái nhà này. Nên anh không có phần là đúng. Tâm cũng ý kiến vào. Bà má đã nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng anh không phải là ruột rà. Dù biết anh luôn nhường nhịn và không tranh giành với các em. Nhưng cái nào ra cái đó. Tài sản là của nhà này do cha mẹ và các con làm ra mới có. Vì thế nó phải thuộc về thành viên ruột trong nhà này. Tôi cho anh ở trong căn nhà này là may phước lắm rồi. Chia với chát gì nữa. Anh lớn rồi mà. Tự lập, tự làm, tự riêng đi chứ. Xin gục mặt buồn bã, chưa bao giờ anh nhận những lời này từ các em mình như hôm nay. Anh em lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ, thương yêu. Vậy mà hôm nay chỉ vì tờ di chúc mà tặng cho anh những lời thật khó nghe. Anh im lặng. Ông nằm lấy tay đập xuống bàn thật lớn như trút cơn giận. Mày vừa nói cái gì? Mày muốn đuổi thằng sinh đi hả? Cái nhà nào là nhà của mày? thằng sinh nó có quyền ở đây đến khi nào nó có vợ thì nó ra riêng. Nó cũng là thành viên trong cái nhà này. Đây là tao nói. Ông lắc đầu rồi thở dài. Xin đến an ủi ông. Ông thừa biết chuyện này không bao lâu sẽ xảy ra thôi. Hàng đêm ông ôm cái hộp với mong muốn các con khi chia tài sản đừng bất hòa. Thu lên tiếng để trấn an ông. Thôi thì cái chuyện chia tài sản để tính sau tí đừng giận nữa, hồi đó chắc má chia nhầm. Thôi thì sau này tía chia lại cho tụi con cũng được. Ý của tía cũng như ý của má bây thôi. Kiều nói nhanh vội vàng. Vậy sao được, tính tới tính lui gì thì anh hai cũng được 30%. Chắc có lẽ anh hai luôn gần tía còn tụi con thì không, nên chia cho anh hai nhiều hơn phải không tía? Úc Tâm cũng nói vào. Tía chia như vậy là không công bằng. Người ngoài mà chia tài sản hơn người nhà coi sao được. Chúng con luôn hiếu thảo với ba má. Đâu phải chỉ có anh nuôi mới hiếu thảo với ba má đâu. Ông đứng nhìn út tâm rồi nghiêm giọng. Mày cứ người ngoài với người trong. Một lát tao lấy cái bát hương chọi bể đầu mày bây giờ. Nguyện vọng của má bay, mà bay còn không tôn kính. Tao chết rồi chắc mồ mã tụi bay bỏ luôn tụi bay học cao hiểu rộng mà sao cái đạo lý làm người tụi bay không hiểu vậy tao cứ chia như trong tờ di chúc của má bay đứa nào lấy thì lấy không lấy thì bỏ họ giận bỏ nhau ra về ông và xin đứng đó trong căn nhà vốn dĩ từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện giận hờn to tiếng anh nhìn cha rồi thì thầm thưa tía còn thấy các em nói đúng đó tía nên chia lại con không cần tài sản này nhiều đâu con sống với tía má từ nhỏ đến lớn là quá hạnh phúc rồi tài sản tía cứ chia cho các em con một thân một mình không có cũng không sao còn các em nó có gia đình nên nó còn lo cho gia đình của nó mày nói gì kỳ vậy hai riết rồi mày cũng giống mấy đứa em mày luôn mày nhìn cái bàn thờ má bay đi rồi nói má bay chia và đó cũng là nguyện vọng của bà chứ tí có chia đâu một thân là sau này không có vợ con hả bây một thân là sau này không có ăn hả hai anh biết khó có thể thuyết phục được cha mình sáng đó là ngày dỗ của má nuôi anh con thu với con kiều không về vì còn giận chuyện chia tài sản út tâm cũng chở vợ đi chơi chứ nhất quyết không chịu ở nhà ăn dỗ từ đó họ không nói chuyện với sinh như đã từ mặt Đám dỗ lần này chỉ có hai cha con ông. Ông nằm mặt buồn hiu nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài. Năm nào cũng đầy đủ con cháu chỉ vì chuyện chia tài sản mà không đứa nào chịu về thắp nén nhang cho má nó. Ông tới đốt nhang cho vợ mà hai hàng nước mắt chảy dài. Tối đó, anh trăn trở nằm suy nghĩ về chuyện chia tài sản. Anh nghĩ cũng do mình nên anh em bất hòa nhau. Tài sản đó nó vốn dĩ không thuộc về anh. Vì anh chỉ là con nuôi nên không được quyền hưởng nó. Anh sẽ khăn gói bỏ nhà ra đi trong khuya nay. Chỉ có thế các em mới được vui. Anh lục đục xếp quần áo bỏ vào ba lô đợi cha anh ngủ. Anh sẽ rời khỏi căn nhà này ngay. Cái buồn nhất là anh phải xa căn nhà này mà anh đã sống từ lúc 9 tuổi cho tới nay. Lại phải xa người cha già. Tuy là cha mẹ nuôi nhưng họ hết mực thương anh như chính con ruột của mình anh lên nhà trên thấy cha đã ngủ từ bao giờ anh móc trong túi mình ra một xấp tiền bỏ lên cái gối nơi cha anh nằm rồi lặng lẽ mở cửa bước chân ra đi anh ra đầu ngõ đứng nhìn căn nhà một lát như nói lời từ biệt anh không biết mình phải đi về đâu làm gì tóm lại cứ đi đi càng xa càng tốt sáng sớm ông năm thức dậy vẫn như thói quen cũ đi ngang qua nơi sinh ngủ không thấy anh đâu Nhìn cái sao đồ trống trơn ông biết sinh đã bỏ nhà đi để trốn tránh chuyện hưởng tài sản. Ông buồn bã ngồi đó tần ngần, rồi trở lại nhà trên hút thuốc uống trà, mắt nhìn xa xăm ra đường như đợi ai đó trở về. Tâm thức dậy cái miệng ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ hẳn, ông gọi tâm lại. Thằng út lại đây tía biểu coi. Tâm lấy tay che miệng trong cơn ngáp rồi trả lời. Dạ có gì không tía? Anh hai bay đã bỏ nhà ra đi vì không muốn anh em trong nhà mất hòa thuận. Hả? Thật hả tía? Tâm như tỉnh ngủ hẳn ra, tâm trạng phơi phới, gương mặt tươi rói. Ông nằm nói tiếp. Mày nói với hai người chị của mày, kêu nó chiều về đây tía có chuyện muốn nói. Nếu hai đứa nó không về thì từ nay về sau đừng nhìn mặt ông già này nữa. Nói xong ông bỏ đi trong tâm trạng nặng nề như cục đá. Chiều đó hai người con gái của ông cũng trở về để nghe ông nói. Ông lấy ra một tờ giấy đã xếp lại. Ông ngồi xuống ghế nhìn thẳng ba người con rồi nói. Thằng hai nó đã bỏ nhà ra đi các con có biết vì sao không? Vì nó không muốn anh em trong nhà mất hòa khí với nhau. Giờ thì các con đã vui chưa? thằng út mày đọc lá thư này của má mày viết khi còn sống cho hai người chị mày nghe tâm cầm tờ giấy ông đưa lòng hồi hộp không biết má đã viết gì trong đó mở ra coi đúng là nét chữ của má anh những dòng đã lem màu mực theo thời gian nhưng vẫn đọc ra được các con thân yêu của má khi các con đọc được lá thư này thì má không còn bên các con nữa má đang nằm trong bệnh viện với những cơn đau cứ hành hạ má vui vì cả ba đứa con đều học ngành y rồi mai này các con sẽ trở thành bác sĩ má không còn lo nữa riêng anh hai bây thì không được như ba đứa nó mồ côi từ nhỏ ngày ấy nó đi chăn trâu gánh nước mướn cho người ta để kiếm tiền nuôi các con ăn học nó không biết một chữ nghĩa nào vì nếu nó đi học rồi thì sẽ không còn ai kiếm tiền mà nuôi các con hồi đó nhà mình rất nghèo nó phải nhịn đói nhìn khác, để nhường đồ ăn cho các con. Ba của các con bệnh tật không làm được gì, một tay nó lo hết. Thằng Út Tâm hay chê anh hai nó yếu không làm được việc nặng nhọc, nhưng nó không biết rằng nó đang mang quả thận trong người của anh hai nó. Chính anh hai đã hiến tặng để cứu nó sống cho tới ngày hôm nay. Con Thu hay chê anh hai nó cái chân đi cà nhắc trông xấu xí vô cùng, nhưng còn nhớ lại xem lúc nhỏ ham búp bê cứ khóc lóc đòi nó không có tiền mua vì quá thương em nó đành phải đi ăn cắp của người ta người ta bắt được đánh nó đến gãy chân còn con kiều lúc đi thả diều làm đứt dây con diều bay đi mất cứ về khóc lóc không chịu ăn cơm anh hai nó đành phải đi kiếm con diều về cho bằng được lúc nó về trên người đầy thương tích vì phải chui vào bụi gai máu còn dính đầy trên con diều rồi ba mẹ ra miền trung làm 8 năm trời. 8 năm đó nó một mình ở nhà nuôi ba đứa em. Khi lớn lên thì nó chưa bao giờ có bộ đồ nào lành lặn như người ta. Cái nào cũng đầy mảnh chấp vá. Cho tiền nó mua đồ thì nó cho ngược lại các em nó. Có thể nói các con được ăn học như hôm nay cũng nhờ vào anh hai của các con. Sau này các con cái thành tài đừng bao giờ quên công ơn đó. Nó đã hy sinh cho các con quá nhiều. Chính vì thế ba má muốn bù đắp lại cho nó, chia nó 30% là quá ít so với những gì mà nó hy sinh. Má mong muốn các con hiểu và chấp nhận nguyện vọng này của má. Má không sống được bao lâu nữa, mong các con sống hòa thuận, đừng bọc lẫn nhau. Tâm làm rơi tờ giấy rưng rưng nước mắt, hai người chị cũng khóc xối xả khi nghe nội dung trong lá thư. Ông năm nhìn từng người rồi nói, tụi bây còn đứa nào nói thằng hai là người ngoài không là phải con ruột của nhà này nữa không còn đứa nào tranh giành tài sản với nó không từ xưa tới giờ có cái gì mà nó không nhường cho tụi bây đâu tụi bây ai cũng sung sướng nhìn lại nó xem cho tới bây giờ nó chưa có vợ nó cứ lo kiếm tiền người nó thì yếu vì hiến thận cho thằng út nhưng phải đi bốc phát đến khuya mới về để kiếm tiền lo cho tao ông ném xuống bàn một xấp tiền rồi nói trong nước mắt tụi bây nhìn đi đây là tiền của nó đi bốc vác nó để lại cho tao trước khi bỏ nhà ra đi đó là tiền mồ hôi nước mắt của con tao nhìn lại tụi bây có đứa nào thiếu thốn cái gì chưa tụi bây giàu có mà lại đi tranh giành phân bì với nó ông khóc thành tiếng đó cũng là lần đầu tiên ba người con ruột thấy ông khóc thu và Kiều ôm nhau mà khóc. Tâm nhìn lá thư trên bàn và một xấp tiền mà nước mắt rơi không ngừng. Cả ba người họ ôm ông và nói lời xin lỗi. Ông nói trong những giọt nước mắt, nếu tụi bây còn là con người thì hãy mau đi kiếm thằng hai về đây, phải kiếm cho bằng được. Tụi bây có muốn mất đi một người anh như vậy không? Cả ba người họ tay lau nước mắt, lập tức ra xe chia nhau đi tìm họ hỏi hết người này đến người khác cuối cùng cũng có người nhìn thấy sinh đang ở bến xe chuẩn bị mua vé đi sài gòn họ vội vàng đến thấy sinh đang ở đó trong tà áo phai màu cả ba người họ chạy đến ôm anh khóc nức nở giữa bến xe đông người thu vừa nói vừa khóc anh hai về nhà đi tía đang rất buồn về chuyện anh hai bỏ nhà đi tuy là con nuôi nhưng anh rất thương cha khi nghe cha buồn anh chẳng muốn đi nữa chị muốn quay về gặp cha để nói xin lỗi vì đã làm cho ông buồn thôi mình về đi các em anh không đi nữa từ nay anh sẽ luôn ở gần tía thấy anh trở về ông vui như chưa từng vui chiều đó họ cùng ăn cơm niềm vui ngập tràn trong không gian căn nhà đó là giây phút hạnh phúc nhất trong từng đôi mắt và nụ cười nở tươi trên môi mỗi người Ba người em gấp đầy thức ăn vào cái chén của anh, Kiều nói với anh, "Anh hai ăn đi. Thôi các em ăn đi, anh ăn rau được rồi." Thu nói với nụ cười, "Anh hai không cần phải nhường cho tụi em đâu, cứ ăn đi." Tâm nói trong niềm vui rộn ràng, "Phải rồi đó anh hai, anh đã hy sinh cho chúng em quá nhiều rồi." giờ đã đến lúc chúng em hy sinh lại cho anh hai. Ông Năm bỏ đôi đũa xuống rồi nhắc lại. Còn chuyện chia tài sản theo nguyện vọng của má bay, bay tính sao? Tất cả đều đồng thanh nói. Dạ, tụi con đồng ý. Ông Năm cười vui xúc động trong niềm hạnh phúc dân trào. Chưa bao giờ họ thấy vui như hôm nay. Nhìn các con gấp thức ăn cho nhau mà lòng ông vui sướng biết bao. Tiền, vật chất là thứ hay chia rẽ con người, nhưng đôi khi nhờ nó làm đáp án mà ta biết và nhận ra kết quả của lòng dạ con người. Người quay lưng đi, người quay đầu lại. Cuộc đời nó luôn luôn hai mặt đi song hành cùng nhau. Từ nay nhà ông năm sẽ ngập tràn yêu thương trong tình cảm gia đình. Cái từ anh nuôi hoặc người ngoài cũng biến mất từ ấy, thay vào đó là từ anh ruột như một cha mẹ sinh ra. giả thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.